Cũng xin Ca Mâu Ni Phật, con xin đọc dùm một lời trình pháp của một vị Phật tử gửi cho con ạ. Bạch sư, con có hai câu hỏi mong sư giải đáp ạ. Câu một, con thường ngồi cho mấy lần thiền là 30 phút và cài báo giờ, nhưng khi con đạt được cảm giác an lạc thì chuông reo, con muốn duy trì thì không được mà xả thiền thì tiếc, con không biết phải làm sao, con mong sư chỉ dạy. Câu số 2, con nghe bác sĩ nói tư thế ngồi bó gối bị đau tê, nếu cứ kéo dài tư thế như vậy sau này về già sẽ bị hư khớp gối, con thấy lo lắng và hoang mang, con mong sư giải thích thêm giúp con ạ. Con xin tri ân sư. Nếu đang ngồi thiền mà có tiếng chuông thì có thể xả tạm thời xả thiền ra để tắt chuông đi, sau lại ngồi tiếp không ảnh hưởng gì nhé. Chứ không phải là mình cứ xả thiền ra rồi là sẽ là gián đoạn, mà mình xả ra một chút rồi mình lại ngồi lại thì cũng không ảnh hưởng, không sao hết. Còn ngồi thiền mà khoanh chân dù ngồi kết già bán già, ngồi bó gối thì nó cũng không sao hết. Những người ngồi thiền lâu năm rồi không ai bị đau gối cả, mà ngồi sau này nó có cái khi trong người nào mà có hỷ lạc khinh an ấy, thì người càng ngồi về sau này nó càng giảm bớt các bệnh tật đi, chứ nó không phát sinh ra bệnh. Chỉ những người mà đã có bệnh sẵn rồi, như những người đã có bệnh từ trước rồi thì đến khi ngồi thiền mới cần phải kiêng những cái thế ngồi mà nó đau chân ấy, thì có thể ngồi trên ghế hoặc ngồi trên ghế duỗi chân xuống được, hoặc là mình ngồi với một cái tư thế nào mà cảm thấy thoải mái nhất, nó không bị đau chân thì ngồi, không bất cứ tư thế nào cũng có thể ngồi được hết, không quan trọng là phải ngồi theo một cái tư thế cố định nào, mà quan trọng một cái lúc ngồi mình chú tâm đúng pháp, đúng cái pháp thiền ấy, và cái chánh niệm tỉnh giác ở trên cái pháp thiền đấy tốt thì ngồi tư thế nào cũng vào định được hết. Dạ, thưa Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con xin chào xin chào thầy, chào các chư tăng và các bạn ở đây. Thưa thầy, con xin hỏi, con có hai câu hỏi. Một là câu hỏi thứ nhất là kỳ vừa rồi con nghe thầy dạy về cái phần cái casino đó, thì thầy có dạy là mở rộng cái biến xứ của casino ra đến vô cùng, nhưng mà đó là ba casino. Trong khi con tu thì con ngồi ngồi thiền theo cái đề mục hơi thở như vậy, thì con hỏi rằng khi mà cái con không biết là cái học tướng hay là cái quan tướng của con nó chỉ to bằng cái trái banh bóng bàn nó treo trước mũi thôi, rồi như vậy thì cái đề mục hơi thở có cần phải mở rộng cái biến xứ ra như là cái casino như vừa rồi thầy dạy hay không? Đó là câu hỏi thứ hai. Còn câu hỏi thứ nhất, còn câu hỏi thứ hai là khi mà con ngồi một thời gian á, thì cái quan tướng á, nó lợt dần, thì lúc đó con lại mới treo cái casino trắng ở phía trước mặt, thì lúc đó thì có lẽ do cái casino trắng nó trợ đó, thành ra là cái quan tướng của con nó lớn ra, nó sáng rực ra và nó mở rộng ra. Như vậy thì có thể coi như là con vừa tập cái đề mục hơi thở, khi cái quan tướng nó lợt rồi thì con mượn cái casino trắng để con cho cái quan tướng nó hiện trở lại, thì như vậy thì có được phép hay không ạ? Giờ xin cảm ơn ạ. Nếu thực hành thiền hơi thở khi nó có tự tướng thì mình cũng không mở rộng nhé. Cái hơi thở nó không thể mở rộng được, nó Dạ. chỉ có xung quanh chóp mũi của mình thôi. Bởi Dạ. vì là khi nó đi ra ngoài xa thì nó trở thành hư không. Khi nó đi vào bên trong mình một chút là nó trở thành phong đại và Dạ. nó không thể mở rộng được. Còn sở dĩ tại sao mình mở rộng các casino như là đất, nước, lửa, gió, đen, vàng, đỏ, trắng, bởi vì là trong vũ trụ không gian chỗ nào nó cũng có những cái vật chất đấy. Cái màu trắng hay là một cái màu gì đó, nó ở trong mình nó cũng có, ở trước mặt mình nó cũng có, ở xung quanh mình nó cũng có, mà ở khắp mọi nơi nó đều có.
cho nên là mình mở rộng ra, tâm nó vẫn bắt được vào cái đối tượng là Kasina đấy, cho nên mới cần phải mở rộng với các Kasina thôi. Còn với hơi thở không có cái yếu tố mở rộng, bởi vì nó chỉ có ngay ở trước cửa mũi này thôi, đưa tâm ra xa nó không còn là hơi thở nữa. Vì vậy hành thiền hơi thở không cần phải mở rộng, dù nó có quang tướng sáng đến mấy cũng không mở rộng. Còn khi mà đang hành thiền hơi thở thì tự tướng nó yếu đi, rồi mình để cái Kasina ở đằng trước, mình thấy nó sáng lên. Đấy chỉ là cái sự nhận biết của mình nó thế thôi nhé. Cái sự tưởng đó là do mình cảm tưởng như thế, chứ thực ra nó không phải như thế đâu. Có thể là do lúc đấy mình xả thiền ra một chút, rồi mình ngồi lại, cái tâm nó được nghỉ ngơi, nó tươi tỉnh hơn, cho nên mình chú tâm vào với cái tâm nó ở cái mức độ vừa vừa, trung bình, có cái sự thản nhiên, nó không căng thẳng nữa, cho nên là thấy cái ánh sáng nó sáng lên, chứ không phải nó có sự hỗ trợ của Kasina trắng đấy đâu. Và mình không nên nghĩ như vậy, nghĩ dạ. như vậy là mình hiểu sai. Dạ như vậy thì khi mà cái quang tướng nó ở trước cái lỗ mũi nó lợt dần đi như thầy nói phải xả thiền vậy thì con phải làm sao nữa à? Phải ngồi lại cho nó sáng cho tới khi nào rồi mình làm tiếp tục gì nữa thưa thầy ạ? Cứ tiếp tục duy trì cái tự tướng đấy và phải biết cách quân bình tâm. Dạ. Là khi nào thấy tâm nó chú tâm mạnh quá thì để tâm nó nhẹ nhẹ ra, dạ. Nó nặng nẽ, nó thản nhiên ra một chút. Khi nào thấy nó nơ nà quá thì hơi chăm chú đi một chút. Dạ. Đấy là quân bình giữa tinh tấn với định. Nên là đừng tinh tấn quá mà cũng đừng để cho nó tĩnh nặng quá. Rồi tinh tấn với tuệ, thấy cái hơi cái tự tướng đó nó rõ quá, chăm chú quá thì mình lại phải hơi nơ nơ đi tí, đừng có quá chăm chú. Và khi nào giữ được mức độ vừa vừa, không mạnh không yếu, thì cái tự tướng ấy nó sẽ duy trì suốt cái thời thiền, có thể một tiếng, rồi kéo dài được một tiếng rồi thì cố gắng tăng nó lên một tiếng rưỡi, rồi cố gắng tăng nó lên 2 tiếng, rồi tăng nó lên 3 tiếng, 4 tiếng. Khi nào mình có thể duy trì được cái tự tướng đấy mà nó mạnh mẽ tỏa sáng liên tục tất cả các thời thiền, ngồi 1 tiếng thì nó sáng 1 tiếng, ngồi 3-4 tiếng thì nó cũng sáng 3-4 tiếng, ngày nào nó cũng như thế vậy, thì cái lúc đấy mới có thể đã vào được sơ thiền. Còn nếu muốn biết chắc chắn có vào được sơ thiền hay chưa thì thực ra trong cái lúc ngồi ấy, nó không có năm triển cái, nó không xen kẽ mà, không có tham dục hôn trần thủy miên trọng hối hoài nghi. Yeah. Vì mình có năm cái thiền chi nó sinh lên, tầm tứ hỷ lạc nhất tâm, nó đã sinh lên rồi, nó chế ngự hoàn toàn năm triển cái ấy. Và lúc đấy sẽ có cách để phân biệt năm thiền chi. Yeah. Nhưng mà nếu chưa đạt đến như vậy thì không nên phân biệt, không nên thử. Vì khi phân biệt năm thiền chi ở cái giai đoạn mình chưa đạt đến cái mức như vậy nhé. Yeah. Mà thử phân biệt năm thiền chi là bắt đầu định nó yếu dần và nó sẽ mất cái định đấy. Vậy nên bây giờ chú cứ tiếp tục thiền đi, cứ tiếp tục quan sát hơi thở với ánh sáng. Đấy, chú đã quan sát khi ánh sáng nó đã liên tục được 2-3 tiếng thôi. Dạ, con thấy nó khoảng chừng mới một tiếng à? Một tiếng thì nó lật. Một tiếng thì chưa được, vẫn còn yếu, nó chưa vào được an chỉ định. Khi nào nó vào được an chỉ định rồi thì nó sẽ liên tục cả 2-3 tiếng. Thì đến cái bước tiếp theo, khi nào nó duy trì được từ 2-3 tiếng như vậy, nó cường độ như vậy mà nó kéo dài được 2-3 tiếng ấy, thì mới được chuyển tâm sang quan sát cái tự tướng đấy. Tức là sau này sẽ quan sát hơi thở một lúc thôi. Khi nào cái ánh sáng nó sáng rực lên thì lúc đấy mới chú tâm trên cái ánh sáng đấy mà không quan sát hơi thở nữa. Thì dần dần nó mới vào định sâu. Còn ở cái giai đoạn như chú nói thì vẫn phải quan sát hơi thở, cứ tiếp tục quan sát hơi thở chứ chưa quan sát tự tướng. Và cứ cái ánh sáng đấy nó sáng thì cứ mặc kệ nó, cứ để cho nó sáng, để nó hòa quyện với hơi thở, nó hợp nhất cùng với hơi thở. Dạ cảm ơn thầy. Nhưng mà không, thầy nói tới ăn chỉ định nhưng mà không nghe thầy nhắc tới cái cận hành định. Có nghĩa là một tiếng thì khoảng bao lâu thì nó mới vào cận hành định rồi mới vào ăn chỉ à? Cận hành định thì nó rất gần với an chỉ định. Dạ. Khi nào nó mà kéo dài được 2-3 tiếng đấy nó mới là cận hành định. Dạ. Còn dạ, nếu có... mà nó kéo dài được 1 tiếng thôi là nó cũng dạ, chưa, có 1 tiếng à? Cũng chưa vào được cận định. Dạ dạ. Cận định là nó đã gần ngang với sơ thiền rồi. Dạ, dạ có cái chỉ dấu nào cho biết là mình sắp sửa tiến gần tới cận hành định không ạ? Ngoài yếu tố thời gian.
cận hành định là cái ánh sáng đấy nó rất là mạnh, nó chế ngự được năm triền cái. Dạ. Nó cũng ở cận định nó cũng không khởi lên năm triền cái, nhưng thỉnh thoảng tâm mình nó vẫn còn một chút xen kẽ những cái suy nghĩ khác nó khởi. Dạ đúng rồi, vẫn còn phóng dật. Những cái tâm dục giới nó thỉnh thoảng nó vẫn còn bị xen kẽ vào. Dạ. Là những cái cảm xúc vui buồn thỉnh thoảng nó còn bị xen kẽ vào. Dạ. Thì đấy là nó còn ở cận định, còn nó vào an chỉ định rồi thì những cái cảm xúc, những cái tâm dục giới nó không còn xen kẽ vào nữa. Bởi vì lúc đấy nó buồn là tâm sắc giới. Và những tâm sắc giới thì nó không có cái, những cái tâm buồn phiền. Dạ thưa, ở cái cận hành định đó thì mình có còn nghe tiếng động không ạ? Còn nghe tiếng động. Dạ vâng. Đấy thì ở cận định đôi khi tâm mình nó vẫn còn chạy sang những cái cảnh khác. Dạ. Còn ở an chỉ định thì tâm nó không còn chạy vào cảnh nào nữa. Dạ thưa, cảm ơn thầy ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con có hai câu hỏi trình pháp ạ. Thì ở nhà con vẫn hành thiền đề mục hơi thở, và trước đây trong những thời thiền trước đây thì con thường thấy cái tâm là chủ động loại trừ những vọng tưởng ạ. Thì con cảm thấy cái tâm mình nó hơi căng thẳng á, thì gần đây thì con không có chủ động loại trừ vọng tưởng nữa mà con chỉ là ghi nhận có vọng tưởng cùng với cái hơi thở. Và trước đây thì khi mà con ngồi khoảng 20-30 phút thì nó bừng sáng lên ạ. Thì con cũng chủ động là không được chạy theo ánh sáng và chủ động là chú tâm vào hơi thở. Thì được một lúc thì cái bừng sáng nó mất đi. Nhưng mà gần đây thì con cũng chuyển qua là con chỉ ghi nhận là có cái bừng sáng đó và nói con không có cái tâm chủ động mà loại trừ nó đi ấy. Thì như vậy là có nên không ạ? Dạ. Đúng rồi. Nên là khi ngồi cái gì nó cũng ở cái mức vừa vừa thôi. Là có những cái vọng tưởng mình phải chủ động loại trừ nó. Có những cái vọng tưởng mình cứ mặc kệ nó tự đến nó tự đi. Nhất là những cái vọng tưởng mà nó liên quan đến các phiền não tham sân si thì mình phải chủ động đoạn trừ nha, không được cho nó khởi lên những cái tâm ấy trong lúc mình đang ngồi thiền. Còn đôi khi nó chỉ là một vài những cái suy nghĩ vẩn vơ, nó không vui không buồn không có cảm xúc gì cả, thì cũng không nhất thiết là mình phải dứt bỏ nó triệt để, không cần phải tuyệt đối hết, chỉ cần nó tương đối là nó giảm bớt đi, và nó đủ có cái ý thức để mình nhận biết hơi thở là được rồi. Và trong lúc biết hơi thở đôi khi nó có vọng tưởng thì mình cứ mặc kệ vọng tưởng ấy, nhưng khi nào cái vọng tưởng ấy nó mạnh quá, nó nấn át quá thì cũng phải gạt nó đi. Mình nhắc nhở là hãy buông bỏ cái vọng tưởng ấy đi, biết hơi thở, chỉ cần thỉnh thoảng nhắc nhở một chút vậy cũng được. Còn khi mà xuất hiện ánh sáng phải giữ cái tâm thản nhiên như cái lúc mà nó chưa xuất hiện ấy, tức là cứ bình thường. Cái ánh sáng đấy là một cái rất bình thường, không có gì quan trọng. Cái người nào mà ấy quá hoan hỉ quá, khi xuất hiện ánh sáng mình sẽ bị hồi hộp, mình sẽ cảm thấy tim mình nó đập mạnh lên, tâm mình nó hoan hỉ, nó phấn chấn quá, thì nó sẽ tiến bộ nó sẽ rất là chậm, mình sẽ mất một thời gian dài nó mới thản nhiên với cái ánh sáng đấy. Còn nếu như giữ được cái tâm thản nhiên tự tại với cái ánh sáng ấy, thì nó sẽ tiến bộ nhanh và nó sẽ duy trì được lâu, nó sẽ không bị mờ đi. Và nếu như cái tâm ổn định, không mạnh không yếu, thản nhiên tự tại, thì cái ánh sáng nó sẽ duy trì suốt thời thiền. Còn nếu như mà tâm mình lúc thì nó mạnh quá, lúc thì nó yếu quá, thì là nó hay chập chờn lúc đến lúc đi đấy. Cái ánh sáng ấy nó mới phản ánh cái tâm của mình, ánh sáng ấy nó chính là tâm của mình. Khi nào cái tâm nó tĩnh lặng, nó được chánh niệm đều đặn, nó có cái định tĩnh an ổn, thì là nó cứ sáng suốt. Còn khi nào nó bị động thì là nó bị mờ đi. Lúc nào hoặc là nó chú tâm thì nó yếu quá thì nó mờ đi, hoặc là căng quá nó cũng mờ đi. Để cố gắng giữ làm sao được cái tâm trung bình vừa vừa, để thì cái ánh sáng nó sẽ liên tục
và mình không được điều khiển cái ánh sáng, không được muốn nó phải theo ý mình. Nó mờ đi đừng có cố này, phải cố gắng chú mạnh cho nó sáng đi, không cần thiết. Nó mờ đi cũng cứ thản nhiên bình thường, không luyến tiếc. Vậy khi nó đến thì mình cũng không có hoan hỉ, khi nó đi thì mình cũng không luyến tiếc, cứ thản nhiên và cứ quan sát hơi thở thì nó đi rồi nó lại đến. Rồi khi nào cái nó thuần thục rồi thì nó sẽ sáng suốt, suốt từ đầu đến cuối. Dạ, còn câu thứ hai là có những dấu hiệu nào để một người biết là họ đang bị chú tâm quá mức, quá căng thẳng à? Và khi đó thì mình có thể suy nghĩ đến chuyện khác hay là chú tâm một nơi khác hay là thả lỏng như thế nào ạ? À? Cái này rất là khó để diễn tả được, vì mỗi một người có một cái kinh nghiệm, một cái sự nhận định về cái mức độ chú tâm của mình. Và mình tự mình thực hành lâu thì mình sẽ kinh nghiệm ra là khi chú tâm mạnh quá thì mình sẽ thấy cái đối tượng đấy nó rõ quá, nó cứ rõ liên tục ấy, thì tâm nó cũng không an ổn. Mình cảm thấy cái sự hỉ lạc khinh an ở trong mình nó yếu đi. Tức là ngồi khi mình cảm giác được những cái đau nhức trên thân quá rõ ràng, đấy là do nó không có cái sự khinh an, cho nên là những cái cảm thọ ở trên thân nó hiện ra rất là rõ. Đấy là cái cách cũng có thể nhận biết. Với cái người mà cứ chú tâm nhiều căng như vậy, mà với cái người mà hành thiền dài, tức là một cái thời thiền rất là dài, kéo dài, nhưng những người chuyên hành thiền ấy, ngày ngồi 7-8 tiếng mà ngày nào cũng căng căng như vậy, sẽ thấy nó rất là đau, nhất là nó đau ở dưới mông này. Có những người thì thấy nó đau ở đằng sau gáy này, có cái giống như một cái gì đó nó có cái trạng thái nó căng thẳng ở ngoài đằng sau đầu rồi. Hoặc là có những người thấy đau tim, tức là cái ý thức của mình nó sinh khởi lên từ tim, cho nên mình cảm thấy trong tim nó rất là đau, hoặc là cảm thấy nó bị giống như là cổ họng của mình nó bị khát nước. Đấy cũng là do mình căng quá nhá, căng quá nó mất sức như vậy, và nó nhanh mệt. Hoặc là căng quá nó rơi vào cái trạng thái đơ như cái kiểu là mình lơ mơ nửa tỉnh mê không biết gì. Đấy cũng là do căng thẳng quá. Và có những người căng thẳng quá mình cảm thấy người mình nó ngứa hết này. Ngứa nên giống như đấy là nó bắt vào cái phong đại ở trên thân quá nhiều. Thì đấy nó với người mà chú tâm căng thẳng nó xuất hiện rất là nhiều những cái hiện tượng mà mình cảm thấy khó chịu, không được thoải mái, không được an ổn, không dễ chịu. Còn khi mà nơ nà quá thì nó rất dễ nhận biết là nó hay nghĩ đến những cái chuyện khác, thậm chí nó quên mất cái pháp thiền. Đó, nghĩ sang một cái cảnh khác mà cái cảnh đấy nó hiện lên một cách rõ ràng thì đấy là do nơ nà quá. Còn ở cái mức trung bình vừa vừa thì mình sẽ cảm thấy nó tỉnh táo, sáng suốt, thân tâm nó đều có sự tỉnh táo, và mình cảm thấy nó rất là hoan hỉ an vui. Ngồi đấy nó không mệt, nó không muốn xả thiền, và nó cứ tha thiết muốn ngồi càng lâu càng tốt. Thì đấy là trạng thái vừa phải, cái trạng thái mà trung bình vừa phải đấy, thì nó có hỉ lạc, có khinh an, có an lạc, có định tinh. Còn những cái trạng thái mà thái quá, tinh tấn thái quá thì nó cũng khó chịu mệt mỏi, mà giải đãi quá thì nó hay suy nghĩ mông lung, miên man sang các chuyện khác. Vậy căng quá thì mình hơi nơ nà đi một chút. Nơ nà đi một chút cũng đồng nhất là lúc ấy nó sẽ hơi có một vài cái vọng tưởng nó khởi lên kèm theo, nhưng mà nó không được nhiều quá. Thỉnh thoảng mình lại hơi chăm chú vào một chút, cái chăm chú vào thì cái tâm nó rời ra khỏi những cái vọng tưởng đấy, và nó lại nhờ thấy cái đối tượng nó rõ ra một chút đấy. Và nó mà mình lại cứ thấy rõ quá thì nó lại căng thẳng, mà cứ nơ nà quá thì tâm nó lại đi lang thang. Vậy phải cố gắng ở cái khoảng giữa của hai cái đấy, không quá mạnh, không quá yếu. Dạ, kính bạch sư, người lạc vô nhân trong hiện tại này còn tu tập như thế nào để kiếp tương lai không còn phải làm người lạc vô nhân và có thể đáp trở thành Đức Phật chánh đẳng chánh giác trong tương lai? Thì trong lúc làm bất cứ một cái việc gì mình cũng luôn luôn có sự thức tỉnh ấy, có chánh niệm tỉnh giác, biết rõ cái việc mình đang làm đấy sẽ để lại cái quả báo như thế nào. Nhưng khi mình ngồi thiền mình cũng biết là ngồi thiền này nó sẽ có kết quả gì ở tương lai.
khi mình học pháp mình biết là học pháp này nó sẽ là nhân và nó sẽ cho ra quả gì ở tương lai. Và tâm mình luôn luôn suy xét nhân quả trên mọi các cái hành nghiệp của mình. Thân mình làm gì mình cũng biết, đây là nhân, nhân này nó sẽ có quả tương lai. Khẩu mình nói gì mình cũng biết, cái nhân này nó sẽ cho quả gì. Ý mình nghĩ gì mình cũng biết, nhân này nó cho ra quả gì. Và thường xuyên suy xét tác ý đến nhân quả như vậy thì trên mỗi một cái hành động ấy, mỗi một cái nghiệp mình đang tạo ấy, nó đều là thiện tâm hợp trí tuệ. Và cái thiện tâm hợp trí tuệ ấy nó sẽ trở thành người tam nhân ở tương lai. Sở dĩ mà người nhị nhân vô nhân là do làm cái gì mình không biết đó là cái việc thiện hay ác. Những cái việc đấy là những cái nghiệp nó không cùng với trí tuệ, cho nên nó trở thành không có là người ni trí. Bây giờ mình muốn thì mình phải trở thành một cái người có trí trong tất cả mọi hành động. Dạ con thinh xin thưa sư, con bạch sư, con xin cảm ơn sư, tri ân sư ạ. Hồi nãy thì con có thực hành thiền thì con cảm thấy rất là hoan hỷ, cảm thấy rất là xúc động khi mà con niệm ơn đức giới. Thì con có thấy ánh sáng xuất hiện, rồi con cũng cố gắng con tập trung lại lại thiền giới tiếp tục ạ. Thì con cũng có thấy ánh sáng xuất hiện nữa, rồi và con vẫn tập trung lại. Thì đây có phải cái dấu hiệu là mình hợp với lại thiền đức giới không ạ? Đúng rồi nhé, có những người có cái ba la mật về giữ giới lâu đời lâu kiếp rồi, thì bây giờ mình thực hành đúng một cái pháp thiền mà mình đã từng thực hành rồi thì đấy là nó rất là phù hợp. Và khi mà người mà có duyên với một cái pháp thiền nào thì ngồi mình sẽ thấy nó hoan hỉ ngay, mình niệm một cái là cái niềm vui, cái hân hoan ở trong mình nó khởi lên ngay tức thì, và thậm chí nó rất là sung mãn mạnh mẽ và có thể đắc định được. Nhưng có những người ngồi thiền đắc định trong một thời thiền và cái dấu hiệu đắc định đấy nó sáng rực lên và trong cái tâm mình nó cứ khởi lên cái câu niệm ấy, nó giống như nó tự động nó sinh khởi lên ở trong ý thức ấy. Và mình cứ duy trì như vậy, duy trì liên tục, nó kéo dài 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng là nó vào được cận hành định. Thế khi nào mà cái mà mình cái pháp thiền mà mình cứ duy trì liên tục vậy là càng lúc thì nó càng sáng đi. Vậy thực hành bất cứ pháp thiền gì nó cũng, nó đắc định, nó đều phát sinh ra cái quang tướng hết. Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thí, niệm Thiền, nó đều phát sinh ra quang tướng, nó sáng rực lên. Vậy đấy là dấu hiệu của sự đắc định. Nhưng mà cái định thì lúc đầu nó yếu, mình vẫn phải vun bồi, chăm sóc cho nó mạnh lên. Khi nào mình đắc định được một cái pháp này rồi, mình chuyển sang hành cái pháp khác nó cũng đắc định. Hành thiền niệm giới mà hành cho nó thật sung mãn, cho nó đắc định thật sâu, và mình cứ tiếp tục thực hành như vậy. Và càng ngày nó càng sáng mạnh mẽ lên ý. Thì sau này chuyển sang hành thiền niệm Phật chỉ một thời là đắc, nó cũng đắc cận định. Niệm Pháp, niệm Tăng à, thì tất cả những cái pháp mà nó chứng cận định đấy thì mình đã đắc cận định cái này rồi, thì chuyển sang hành những cái pháp thiền cận định kia cũng vậy. Thì trong một thời thiền là nó đắc, nó cũng đắc các pháp khác nữa. Rồi khi mình đắc được cận định của pháp thiền này rồi, chuyển sang hành thiền hơi thở chẳng hạn, thì nó cũng dễ, nó cũng chỉ một thời gian ngắn là nó cũng vào được sơ thiền. Đấy là cứ đắc được pháp thiền này thì nó sẽ làm nền tảng cho pháp thiền kia là vậy. Nên là mình cứ thử rất là nhiều pháp thiền, sẽ thế nào cũng hợp với một pháp, hợp với pháp nào thì cứ chuyên sâu về pháp đấy, cho nó vào định thật sâu để sau này mới chuyển sang những pháp khác nữa. Dạ con cảm ơn sư ạ, tại vì con rất là thích giữ giới ạ. Dạ cho nên là con hành thiền ở đề mục này con cảm thấy rất là hoan hỷ và an lạc. Dạ con có thêm câu hỏi nữa là khi ở nhà con có một lần là con gần đây con có đi một cái chuyến đi Ấn Độ, thì con ở tu viện Kyoto á, thì khi mà con được nhập thất hành thiền á và xong rồi thì con có cúng cơm cho Đức Phật ở, thì khi mà con nhắm mắt lại con cúng cơm cho Tam Bảo xong rồi thì cái dĩa cơm ở trong thức của con nó lại biến thành màu vàng, xong mà con sợ là con ảo tưởng. Rồi con lại thoát ra, xong rồi con lại nhắm mắt lại, con cũng dừng tiếp thì nó lại hiện ra ánh sáng. Thì con không biết đó là hiện tượng gì ạ? Đó là cái pháp thiền niệm thí. Khi mà mình bố thí mà mình cứ hoan hỉ với cái pháp đấy. Nên là khi mà mình bố thí thì mình nhớ đến là cái đối tượng nhận thí này, cái vật phẩm vật bố thí này, và bản thân mình là người bố thí này. Ba cái đối tượng đấy, đấy là đối tượng mà mình cứ niệm là
quả thật là lợi lạc cho ta, quả thật lợi ích cho ta. Ta đã bố thí với một cái tâm hoan hỷ, với tâm rộng rãi. Đấy là mình cứ niệm niệm với như vậy. Hoặc là mình không cần niệm, mình chỉ cần hoan hỷ thôi. Mình hoan hỷ với hành động mà mình đang bố thí. Đấy nó cũng là một pháp thiền, gọi là thiền niệm thí. Thì nó cũng vào được định, nó cũng có ánh sáng. Do có thể là do mình đã thực tu tập nhiều kiếp quá khứ rồi, cho nên bây giờ mình gặp một cái pháp đấy, một cái là nó vào được cái sự hỷ lạc ngay, nó hỷ lạc và nó có nhất tâm ạ. Dạ con có một câu hỏi nữa ạ. Thì con thậm chí có ở trong giấc mơ của con á, con ngủ thì con cũng thấy con hành thiền, và trong cái thiền của con đó con cũng có thấy ánh sáng luôn ạ. Thì và con cũng có thấy con cũng có thấy một vị thầy ở trong đó nữa ạ. Dạ thì giống như là con được hướng dẫn thiền, con cũng thấy ánh sáng trong giấc mơ của con luôn ạ. Thì như vậy là có ba la mật sâu, có thể cái kiếp trước mình đã tu sâu nhiều rồi. Thì bây giờ nên hành thiền nhiều vào, nên để thời gian nhiều mà chuyên tu. Có thể dành ra một thời gian 3 tháng, 6 tháng hay 1 năm, 2 năm, 3 năm gì đấy để chuyên tu. Có trong một cái khoảng thời gian tu lâu dài như vậy thì mới phát triển vào ở những cái pháp thiền chuyên sâu được, như là có thể vào được các thiền và có thể thực hành các pháp thiền quán được. Còn nếu như mình chưa chuyên tu, mỗi ngày hành thiền một chút chút, thì do mình có ba la mật nó cũng có những cái mức định, nhưng mà cái mức định ấy nó cũng cứ sơ sơ như vậy, cũng không vào sâu được. Như muốn đắc các tầng thiền hay là muốn thực hành thiền tuệ một cách rốt ráo thì cũng nên để một cái thời gian nào đấy để chuyên tu. Dạ, cảm ơn sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch sư, thì trước đấy là nếu mà con có phạm giới hoặc là thậm chí là không phạm giới thì con cũng trước khi hành thiền con hay đi đến chùa để xin giới và ngồi thiền sẽ không có trạo hối. Nhưng mà con vẫn có một câu hỏi là nếu như mà trước cái ngày thọ bát quan trai á, mà con lỡ phạm giới, vậy thì trong ngày bát quan trai con đã được nhận giới bát quan trai rồi, nhưng chỉ trong một ngày đó thôi. Vậy thì sau các ngày thọ bát quan trai giới đó có cần phải xin lại năm giới không? Hay là sau khi mà con đã được nhận với bát quan trai thì giới con đã được trong sạch rồi? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khi thọ bát quan trai giới mình cũng đã sám hối nhé. Vậy nếu mình có phạm giới gì thì mình tác ý sám hối trong cái lúc mình đọc bài sám hối, Okasa sám hối đấy. Thân nghiệp, hành động, tổng nghiệp, nói năng, ý nghiệp, suy nghĩ. Thì mình xin sám hối những nỗi lầm ấy rồi trong lúc thọ bát quan trai giới thì nó cũng sẽ thanh tịnh cả ngũ giới. Thì ngũ giới nó cũng được thanh tịnh lại rồi. Như vậy là được rồi, và mình có cái tâm tàn quý, biết hổ thẹn cái nỗi lầm ấy, thì cái nỗi lầm đấy nó cũng đã qua đi rồi, thì không nên trạo hối với nó nữa, không nghĩ đến nó nữa. Dạ thưa sư, thì trong quá trình thiền tập á, thì so với như niệm ân đức pháp hoặc là Phật thì niệm ân đức giới thì nó sẽ lâu hơn. Tuy nhiên là với cái suy nghĩ là mình đã giữ giới rồi thì nó cũng có hỷ lạc trên thân. Vậy thì khi mà mỗi cái hít thở vào á thì cái cảm thọ nó có rung rắc lên. Như vậy cho con hỏi là mình có thể tác ý với cảm đón nhận với cái cảm thọ đó với tâm xả để cho mình có thể đi vào định nhanh hơn được không ạ? Không được phân tích cái cảm thọ này, không đi theo cái cảm thọ, không quan sát cái cảm thọ và cố gắng kham nhẫn. Nếu như nó có một cái chướng ngại gì đấy, một cái cảm thọ gì đấy nó khởi lên mà mình nó gây ảnh hưởng đến cái sự chánh niệm thì cố gắng kham nhẫn thôi nhé. Kham nhẫn là buông xả và không nghĩ đến nó nhiều nữa, thản nhiên với nó, làm nơ nó đi, phất nơ nó đi, để cứ cố gắng mà quan sát cái đề mục của mình thôi. Như vậy một thời gian sau là nó sẽ quen đi. Khi ngồi thiền một thời gian là cái sức kham nhẫn của mình nó sẽ mạnh lên, cái sức tinh tấn này nó sẽ mạnh lên, rồi cái nhất tâm của mình nó mạnh lên, rồi cái tâm buông xả nó mạnh. Lúc đấy thì cái gì trên nó xuất hiện cái gì cũng buông xả được, nó xuất hiện cái gì cũng kham nhẫn được.
Cũng phải như vậy thôi, như vậy rồi dần dần nó sẽ quen đi. Dạ, Nam Mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin đọc dùm câu hỏi trình pháp Thế Sư ạ. Kính bạch Sư, con xin có hai câu hỏi là: thứ nhất, người nữ được phép xuất gia gieo duyên được mấy lần ạ? Câu hỏi thứ hai, con xin thọ trì bát quan trai giới tại nhà từ 6 giờ sáng đến 6 giờ tối, hoặc là từ 6 giờ tối đến 6 giờ sáng hôm sau. Như vậy, việc thọ trì bát quan trai giới có kỳ hạn như vậy có được thành tựu không ạ? Con xin tri ân sơ nhiều. Người nữ xuất gia, trong luật thì người nữ chỉ được xuất gia một lần, không được xuất gia hai lần. Đã xuất gia rồi mà hoàn tục là không được xuất gia lại nữa. Đấy là luật mà Đức Phật quy định đối với người nữ. Còn thời Đức Phật không có cái pháp xuất gia gieo duyên. Pháp xuất gia gieo duyên là về sau này các vị trưởng lão muốn tạo duyên cho các hàng cư sĩ có cơ hội được xuất gia thì mới chế ra pháp xuất gia gieo duyên thôi. Vậy cho còn người nữ thời bây giờ ở các trường thiền, ở các quốc gia Phật giáo thì vẫn cho người nữ xuất gia gieo duyên, nhưng đó là tu nữ, hình thức tu nữ 8 giới hoặc 10 giới. Và các vị trưởng lão vẫn cho người nữ xuất gia gieo duyên nhiều lần. Vậy thì có thể là được phép xuất gia nhiều lần, nên không đáng lo. Nếu mà đã xuất gia, đã khởi lên ý định là xuất gia trọn đời thì chỉ được xuất gia một lần. Lần sau không được, nếu đã xả y rồi lần sau không được xuất gia trọn đời trở lại nữa. Thọ bát quan trai. Bát quan trai thọ tự mình thọ ở nhà ngày một đêm được phép vẫn thành tựu, nhưng cái ngày thọ bát quan trai đấy phải là ngày chuyên tu. Cái ngày hôm đấy không nên đi làm các công việc mà ở thế gian. Vì cái ngày thọ bát quan trai là cái ngày thực hành cái hạnh của các bậc thánh nhân A-la-hán. Các bậc thánh nhân A-la-hán suốt đời không sát sinh, không trộm cắp, không hành dâm, không nói dối, không uống rượu, không ăn phi thời, không trang điểm múa hát và ngồi nằm nơi quá cao xinh đẹp. Và các hàng cư sĩ nguyện là một ngày một đêm thực hành mà cái hạnh của các bậc A-la-hán này. Vậy thì trong một ngày một đêm ấy mình cũng đã tạo ra được cái ba la mật giống như người xuất gia. Vì các bậc A-la-hán chắc chắn phải là người xuất gia. Mặc dù hôm đấy mình thọ bát quan trai giới với cái thân hình, với cái hình tướng vẫn là cư sĩ, nhưng với cái tâm là tâm của người xuất gia. Và hôm đấy mình phải làm những sự giống như là một người tu tập. Hôm đấy chỉ có tu giới định tuệ thôi, thực hành giới định tuệ cả ngày một đêm đấy. Chỉ có học pháp và hành thiền thì cái hại pháp bát quan trai ấy thành tịnh. Còn nếu mình thọ chỉ thọ trên hình thức rồi mình vẫn đi làm các công việc khác thì cái việc thọ bát quan trai giới nó không được trọn vẹn lắm. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, con kính bạch sư. Con có một câu hỏi, con dựa trên cái câu hỏi hồi nãy của cái chị đây và cái câu trả lời của sư đó sư. Thì sư cho con hỏi rằng, như vậy những cái người mà giống như là Phật tử ở tại gia như tụi con á, thì tụi con có cái cơ hội để mà khi mà tu thiền thì có đắc được thiền không sư? Và nếu mà được á, thì cái điều kiện cần và đủ nó sẽ là cái gì sư? Có cần nhất thiết là người đó phải xuất gia rồi giữ được hết tất cả các giới, rồi đoạn được tham sân si thì khi đó mới đắc được thần thiền, hay là như thế nào ạ? Và khi đó thì tụi con phải đặt cái mục tiêu như thế nào để mà giống như là mình tạo cho mình một cái động lực á? Người nữ vẫn đắc thiền rất nhiều. Người nữ mà tinh tấn tu là đắc thiền được, và cái điều kiện để đắc thiền được là giữ được 8 giới trong suốt cái thời gian hành thiền. Nếu như muốn tu tập để đắc thiền, mà tu tập một chút chút để nó tăng trưởng cái đạo tâm lên, thì mỗi ngày ngồi 2-3 tiếng, 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng gì đó. Còn nếu như muốn thực hành để cho đắc thiền thì mình phải có một cái không gian riêng.
Tức là phải có một cái phòng riêng biệt để không có những tiếng ồn, tiếng động. Cái tiếng ồn, tiếng động là cây gai, làm chướng ngại cho pháp thiền. Vậy phải, cho nên gọi là sống độc cư là vậy. Độc cư viễn ni, tức là phải tránh xa những cái chỗ ồn ào, náo động, những cái người qua lại. Vậy mình phải có một không gian riêng biệt. Và nên thọ bát quan trai giới và thực hành. Một ngày phải thực hành được trên dưới 6 tiếng thì sẽ có khả năng đắc được thiền. Sư, nhưng mà như vậy thì khi đó cái điều kiện để mà đạt cái định đó sư, tại vì thí dụ như là bây giờ thí dụ như con có thể con ngồi con ráng con cố gắng con để là 55 phút hay là 60 phút đi, thì có khi con cảm thấy nó cũng nhanh nhưng mà cũng có khi nó chậm. Nếu mà bữa đó mà mình có những cái loạn tâm thì như vậy thì để mà đạt được ngồi có thể là từ 1-2 tiếng, tức là mình phải đạt được cái định, thì có một cái điều kiện nào để mà dễ đạt cái định đó không sư? Để mà đạt được cái định đấy thì nó cái này nó thứ nhất là để đạt được định là do ba la mật này, do những cái nhân duyên mình đã thực hành trong quá khứ, nên là bây giờ cái tín tấn niệm định tuệ của mình nó mạnh. Có những người tín tấn niệm định tuệ yếu, nhưng mà mình niềm tin về cái pháp giác ngộ giải thoát nó chưa cao thì thực hành nó cũng chướng ngại. Hay là cái tinh tấn của nó yếu, niệm nó cũng yếu, định nó yếu, tuệ nó yếu. Còn có những người nào mà có năm cái căn này nó mạnh, có niềm tin mạnh, có tinh tấn mạnh, chánh niệm mạnh, định mạnh, tuệ mạnh, thì những người đấy sẽ hành rất nhanh, có được kết quả nhanh chóng. Mà những cái căn quyền này, năm cái căn tín tấn niệm định tuệ này là do mình đã huân tập nhiều đời nhiều kiếp, cho nên là có những người người ta có đức tin rất là sâu, mà không phải là do đời này mà là do nhiều đời kiếp đã huân tập huân tu các ba la mật rồi. Thì đấy cũng là một yếu tố, mà cái yếu tố ở hiện tại là nó cần có một chú xứ thích hợp, thời tiết thích hợp, thực phẩm thích hợp, thân cận những người thích hợp nữa thì mới có thể thực hành được. Dạ con cảm ơn sư. Dạ con kính bạch sư, con xin có câu hỏi là con cũng mới thực tập hành thiền thời gian gần đây, thì cái thời gian đầu con mới ngồi thiền ấy, thì con thấy khi mà ngồi được khoảng từ 10 phút trở lên ấy, thì khi mà cái chân con bắt đầu đau thì cái tâm nó cũng bắt đầu nóng bừng lên và nó cứ thôi thúc là mình phải xả thiền. Mà con đặt ra cái thời gian là ví dụ mình ngồi được khoảng 30 phút thì con cũng sẽ cố gắng là ngồi hết cái thời gian đó, nhưng mà cái tâm của nó thì chạy loạn chứ nó không vào cái câu niệm nữa. Con mong sư chỉ dạy ạ. Con xin cảm ơn. Khi lúc ngồi thiền thì phải có cái tâm lý như là đang ngồi chơi, đừng quan trọng hóa. Nhưng mình nghĩ là ngồi thiền là một cái gì đó mình quá quan trọng hay là quá nghiêm túc. Mình quá nghiêm túc là tâm nó căng thẳng. Tâm căng thẳng không ngồi được đâu, nó gây ra cái áp lực. Cho nên là khi ngồi thiền mình sẽ cảm thấy mong cho chóng hết thời gian để được xả thiền. Đấy là do áp lực quá. Còn ngồi thiền là mình phải cảm là ngồi thiền là được ngồi thiền. Ngồi thiền là giống như thư giãn, nghỉ ngơi, được thoải mái, dễ chịu. Chứ mình không có cái tâm lý là ngồi thiền là một cái gì đó khó lắm, phải cố gắng, phải nỗ lực. Và do mình quan đề cao cái vấn đề đó, cho là việc hành thiền là phải nghiêm túc, phải quá là trang nghiêm, căng thẳng. Vậy là tâm nó căng thẳng nên nó mệt, ngồi một chút là nó đã mệt rồi. Nên là trước khi ngồi thiền đừng có tính toán gì cả, đừng nghĩ là hôm nay ta phải ngồi thế này kia, đừng có bất an, chỉ sợ ngồi sai thì chết. Những cái tâm lý đấy nó làm cho căng thẳng. Vậy thì cái lúc ngồi ấy, ngồi thì như thế nào mình cảm thấy nó thoải mái, đừng quá trang nghiêm. Nhưng mà ngồi thẳng lưng mà cảm thấy nó căng thẳng thì cứ ngồi hơi hơi trùng trùng xuống được. Tức là coi như là mình đang ngồi chơi ấy. Và cái lúc bắt đầu ngồi thiền thì cũng đừng chăm chú ngay, đừng chú tâm ngay, hơi hơi biết thôi, hơi hơi biết cái đối tượng thiền đấy thôi, xong là dần dần mới chăm chú đi. Thì nó sẽ giữ được cái tâm thoải mái tự nhiên. Và khi ngồi thì chỉ chú tâm khoảng 50%, đừng chú tâm quá. Chú tâm căng thẳng quá thì nó cũng mất sức, thì nó cũng mệt. Thế là cứ ngồi tự nhiên thoải mái ra một chút nữa thì nó sẽ càng ngồi nó lại càng hỉ nạc, nó sinh lên, nó hoan hỉ, nó sinh lên và mình không muốn xả thiệt.
thì cái thời thiền hôm đấy mới có chất nước. Còn ngồi thiền mà nó cứ mong cho chóng hết giờ để được xả thiền là hôm đấy mình đang bị tinh tấn thái quá. Thì cần phải để tâm nó nặng nẽ nặng, nó thư thái, nó thảnh thơi, nó thản nhiên lại là nó sẽ hết cái tâm lý để đi. À, dạ con kính chào sư. Sư cho con hỏi chút xíu là khi con ngồi thiền á, thì con sẽ có cái bị cảm giác đó là con hay bị giật mình, rồi tâm con vẫn tập trung vào hơi thở, nhưng mà lúc mà bị phóng tâm ra thì tự nhiên con giật mình, con tỉnh lại xong rồi con lại tập trung vào hơi thở, nhưng mà nó trong cái suốt quá trình thiền nó cứ bị cái tình trạng bị giật mình nhiều như vậy, và cái người của con cảm giác như là nó lắc lư, nó không có ngồi vững chãi được các sư. Thì cái trường hợp này sư có thể chỉ giúp con để con khắc phục được không ạ? Đó là nó thiếu cái tỉnh giác ấy. Cái tỉnh giác nó yếu. Nó yếu là do cái hôn trầm nó hơi cao. Mà cái hôn trầm này có thể nó đến do sức khỏe yếu này, do thiếu ngủ này. Hoặc ngủ không sâu giấc, chưa đủ giấc. Thì đấy là những cái nguyên nhân nó khiến cho lúc ngồi nó không được tỉnh táo. Vậy thì trước khi vào hành thiền hơi thở, cần phải hành một cái pháp thiền gì đó để nó căng cái tâm ra. Như là tưởng tượng ra một cái xác chết, rồi mình cứ niệm xác chết, rồi mình thấy những cái dòi bọ ở trong cái xác chết đấy. Thì cái tâm nó kinh cảm lên, vậy là nó bớt đi cái hôn trầm đấy đi. Hoặc là nếu như lúc đấy hành thiền hơi thở thì phải đếm số, rồi vào ra đếm 1, vào ra đếm 2, vào ra đếm 3, đếm đến 10, rồi lại quay lại đếm đến 10. Thì cái tâm đấy nó cũng tỉnh táo đi. Còn trong cái trạng thái mà nó cứ lơ mơ như vậy ấy, thì gom tâm vào một cái điểm rất là nhỏ và thấy cái điểm nhỏ đấy rất là rõ. Chú tâm vào một điểm rất là nhỏ ngay trước mũi này và thấy cái hơi thở đó nó rất rõ ra, là nó cũng căng cái tâm ra, nó cũng bớt cái hồn trầm đấy và cái tỉnh giác nó tăng lên, thì là nó sẽ hết cái trạng thái đó. Nó cứ có tỉnh giác là nó sẽ không bị giật mình nữa. Giật mình là do lúc đấy tâm nó bị lơ mơ, nên là khi nó có một cái gì nó tác động vào cái nó tỉnh lại, thế là nó giật mình. Dạ, con xin có câu hỏi tiếp là trong cái lúc mình ngồi thiền á, thì ví dụ như là con đặt cái thời gian cho con là 1 tiếng đi, thì trong cái khoảng thời gian đó, nếu trong trường hợp mà cái chân của con cảm nhận được là nó không vượt qua được, thì con đổi thì nó có còn hiệu quả hay không? Hay là lúc đó con vẫn cứ nghĩ rằng là cố lên một chút xíu nữa rồi từ từ rồi nó cũng sẽ được, và rồi mình cũng sẽ được ngồi nhiều hơn? Thì mong sư giải đáp giúp con ạ. Cả hai cách đều được. Một là đổ chân đi cho nó thoải mái. Hai là cứ kham nhẫn. Cái người nào mà mình thiên hướng về cái việc là mình muốn sau này mình sẽ ngồi yên tĩnh càng lâu càng tốt, hay là những người đang luyện ngồi theo thế kết già, dù nó có đau cũng cố gắng kham nhẫn, thì cái sự kham nhẫn đấy nó cũng là một động lực làm cho cái pháp thiền tiến bộ. Và cái người có những người thì không chú trọng về cái thế ngồi là phải ngồi được lâu, cần phải ngồi yên tĩnh, mà chỉ quan trọng là làm sao phát triển được cái chánh niệm để vào được định. Thì cái người đấy cứ đau cái là đổi chân, và cái việc đổi chân đấy cũng không ảnh hưởng gì hết. Khi đổi chân nó thoải mái và chánh niệm nó lại được dễ chịu hơn, nó dễ chịu hơn, ngồi nó an hơn đấy. Thì cả hai cách đấy đều được tự mình lựa chọn. Dạ cho con hỏi xíu thêm chút xíu là lúc mà thiền hơi thở thì cái việc mà có ánh sáng xuất hiện là nó chỉ xuất hiện ở trước mũi của mình, chứ không thể nào là ở mắt hay là ở những cái tâm đằng trước của mình hả sư? Cái lúc đầu nó xuất hiện ấy, thì nó chưa xuất hiện ở mũi, mà nó có thể xuất hiện ở bất cứ vị trí nào. Đấy gọi là cái ánh sáng trí tuệ. Thì nó xuất hiện có thể ở trên đầu, có thể ở tai, có thể ở mặt, có thể ở dưới người, có thể ở ngoài cách xa mình sải tay, có thể xa hơn. Và cái ánh sáng đấy nó chưa phải là nimitta, thì nó xuất hiện bất cứ ở chỗ nào nó cũng có. Mình đưa tâm đến đâu nó sẽ sáng ở đấy. Còn khi nào cái nimitta nó xuất hiện, là cái ánh sáng của hơi thở xuất hiện, cái đấy nó sáng chói, nó sáng rực rỡ, mà cái đấy là một cái trạng thái phải định rất sâu nó mới có.
nó rất là an lạc, nó mới có, thì nó chỉ có ở ngay cửa mũi này thôi. Thì khi nào mà xuất hiện cái trạng thái mà ánh sáng nó gần ngay ở cửa mũi này thì lúc đấy đã vào được cái mức định rất là cao. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con thành kính niệm ơn sư. Kính thưa quý Phật tử nào còn thắc mắc, còn câu hỏi gì thì chúng ta chiều nay chúng ta sẽ có một thời trình pháp nữa. Quý Phật tử cứ chuẩn bị sẵn những câu hỏi, những thắc mắc để chiều nay chúng ta tham vấn và chia sẻ, để sư chia sẻ vấn đáp với quý Phật tử. Giờ này mời ban cung minh cung thỉnh sư trở về phòng khách.